đem cho rồi, con đem cho cô dọn nhà với lại cái cô bán hoa nhiều quá. Trong cái đó mình đi những cái vùng gì mình biết, cái vùng họ khó khăn thực sự. Đúng rồi chứ, chị bán hoa nó chị bán hoa chị cũng chả khó khăn gì đâu. Chứ phải không, tức là không phải khó khăn lắm. Không, điều nói chị cũng không khó khăn đâu chị. Mà cho bà phải hỏi người ta đấy, có là người ta tự ái gì. Con hỏi chị là em có đồ chị có lấy không, chị bảo là có. Có những đồ chị mặc được thì cứ đưa chị soạn, được không? Có nhiều người mà không cần đặt là họ tưởng kinh họ là chính là. Cho nên là cứ đưa lên cái phường núi. Đây kể cả cái Yên Thế nhà mình ấy, bây giờ họ cũng không thích đấy. Cần cái đồ mới cả, chứ không phải là cho mà dễ đâu. Nhưng mà trên khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang ấy thì cho được họ nhiều lắm. Và có một lần bố cho nhá, bố để đấy mà thấy rất nhiều trẻ con nó ở trên đường này. Thế là mình dừng xe mình cho cả một cái bọc ấy, thế mà chẳng đứa nào nó lấy. Nó không biết là cái gì, thế ra mình đi xe này mình nhìn gương để mình xem nó có lấy, nó không lấy luôn. Nó cứ thế nó ngồi chơi với nhau xong nó ra nó nhìn cái bọc xong nó quay về. Thế cái gì? Nó như kiểu nó cũng không biết là cái gì. Nó không biết là cái gì. Ừ, mà cho nó đấy, nói bảo người lạ cho thì đâm nó cũng hy vọng là sau khi mình đi giặt xe nó sẽ mở ra nó lấy. Sẽ đi cho lại mà. Đồ cũ như mình toàn đồ xịn ấy chứ. Thì biết rồi, không còn đi con lá đưa cô ấy, cô không dùng cô cũng sẽ biết người cần để cho lại. Thì họ phân phát lại cũng được. Họ phân phát lại mà. Cũng được, cũng đỡ phí đi. Mình đưa. Mà bố thấy quần áo cũ mặc bây giờ thích hơn. Quần áo mới vì nó mềm. Nhiều đồ cô bỏ đấy cô ạ. Nhiều đồ cô bỏ nữa. Không em cho lại cô bỏ, không em hỏi. Không em dọn ra. Em dọn ra độ 10 đôi giày ấy. Em đưa cô ấy mở chân em rất là nhỏ. Đâm ra là nếu như mà cho trẻ con thì cho ấy. Chứ còn các cô thì sẽ không thể vừa được. Cô bảo là thì cứ đưa cô. Em bảo là nếu có lấy ấy, thì em đưa, còn không thì em cho trẻ con ở đâu đấy ấy. Thì cô, cứ đưa cô kiểu, ấy là có là cô kiểu, không muốn đâu. Kiểu cứ đưa cô, không cô ấy cứ bảo luôn là nếu như không lấy thì con đem cho người khác mà. Nếu như không dùng được thì thôi để con cho người khác. Thế là cô ấy bảo là cứ đưa cô là cô về cô soạn ấy, cô xem nào, xong rồi rốt cục là đến về sau đấy em hỏi thì cô bảo là chân nhỏ quá chẳng đem, chẳng đi vừa cũng chẳng có ai đi vừa cả, nên là đem chợ đem bỏ rồi. Thế để yên xe họ cho mình để xe thôi. Em muốn gửi xe đấy ạ. Cái mua trong ngõ em đó, cách khoảng tầm 10 mét ạ, ngay đầu ngõ ạ. Thì cho ngay trên này đi được hai ô tô ạ. Ngõ nào em? Ngõ nào em? Đây. Dẫn đường nhé. Cái xe của mình phải cho yên tâm. Mình có cả máy quay đủ hết tất cả. Lỡ mà nó lại thấy đẹp nó lại cố gắng làm cái gì thì mình có xe. Quan trọng cái xe nhưng mà vì cái ở bên trong quay. Cái lần trước cái xe Kia cũng vậy. Mọi người bố quẳng cái xe một tuần ở trước cái hồi bị lụt đấy. Ở trước khách sạn Bảo Sơn ấy. Không, mọi người bảo sao lại để nguyên cả bộ com lê ở trong này. Khi nào nó đập kính nó lấy cái bộ com lê nó tưởng có cái gì. Thì lúc cái mình về thì mình đi công tác.